Thưa quý vị, với bộ phim này thì có một cái thông tin khá là nổi tiếng, đó là diễn viên Minh Hằng đã phải hy sinh là lên cân rất là nhiều để vào được cái vai diễn này. Vậy thì với riêng các anh chị thì điều mà hy sinh nhất cho bộ phim của mình, các anh chị đã từng làm là gì? Đối với anh thì điều mà anh hy sinh nhất cho bộ phim của mình là anh phải bỏ thời gian rất là nhiều để tập luyện cho cái body của mình. Từ một thí dụ như một cái body là không mới ba múi là tập được thành sáu múi kiểu sáu múi rồi phải cơ bắp rồi nọ, nói chung là phải đủ cái chuẩn để quay cho cái phim đó thì mình phải bắt buộc là mình phải tập luyện. Trời ơi, nhưng mà như vậy em thấy cái động lực mình để mình lên thành cái body nó rất là đẹp, thì vậy thì nó cũng là cái chiều hướng tốt lắm. Mà đúng không, hy sinh lắm gì đâu anh không ơi, hy sinh chứ phải hy sinh thời gian, hy sinh thời gian của gia đình nhưng mà sau đó anh nhìn cái body anh tự mê. Anh tự mê cái body anh cái anh thấy phấn khởi hơn. Thì đúng cái... rồi, thì đó cũng là hy sinh. Nhưng mà ở với một diễn viên mà hy sinh để làm cho mình mập lên để vào cái vai đó thì phải nói là một sự đánh đổi đó. Mà sự đánh đổi đó. Còn Dũng thì sao? Không, mình đừng dùng từ hy sinh đi ha. Tại vì thật ra làm nghề mà, làm nghề cái đó là cái điều bắt buộc để làm nghề. Thôi mình dùng một cái từ làm trách nhiệm. Dạ. Cái lần nào mà mình phải khó khăn nhất trong cái việc hoàn thành một cái vai diễn? Nó có một cái kỷ niệm như thế này, là thật sự đây cũng là một cái trách nhiệm chứ cũng không phải là một cái sự hy sinh gì đó. Mà đây em xin được phép giấu tên một cái bộ phim này, là có một cái bộ phim em quay ngay một cái phân đoạn đó là đi quay cho một người bạn. Mà ngày hôm đó là em vẫn còn nhớ là quay ở Tiền Giang hay Bạc Liêu gì đó, mà cái phân đó của em là em quay xong em sẽ phải chạy về Đầm Sen để em diễn với một bạn nữa. Thì ngày hôm đó cái lịch á, mọi người, cái chị mà sắp xếp lịch á bị quên, nghĩa là không có nhớ cái giờ mà em phải về, cho nên là ô chết rồi, bây giờ còn một phân này làm sao mà quay kịp. Thì đạo diễn mới đành xử lý cho em là khúc này em biến mất, nhân vật của em biến mất bằng cách là em nhảy xuống sông và em bơi vô bờ. Và nó có một cái điều như thế này là hôm đó trời á, không phải là trời mưa mà quay bị chậm, và mọi người không có chuẩn bị kịp cái phân đoạn hôm đó, cho nên là em nhớ luôn là không có một ai xuống để kiểm tra cái sông đó hết. Chỉ có một cái anh Custoder em còn nhớ tới bây giờ, đó là anh Tuấn Voi. Ảnh đứng ở trên cái thuyền này, ảnh nói là bây giờ nhảy đi, nhảy xuống đi, có cái gì một cái là anh nhảy xuống liền. Nhưng mà em là bản năng em phải làm, bởi vì nếu như em không nhảy xuống em bơi thì chắc chắn là em sẽ trễ cái giờ của bên đi diễn Đầm Sen. Và em quyết định là phân đoạn đó là làm luôn. Máy chạy quay một cái là em nhảy thẳng xuống một cái bụm, em bơi thẳng vô trong lề. Một lần một em đứng lên, em lên xe, người em ướt nhẹp, em về luôn. Nhưng mà từ đó giờ em có bơi xong lần nào chưa? Dạ bơi xong thì em có rồi, nhưng mà cái cảnh mà nhảy xong như thế thì em chưa bao giờ em quay cả. Đó là lần đầu tiên em nhảy xuống sông và em tự bơi vô tới bờ, xong lên người ướt nhẹp, leo lên xe đi về liền luôn. Xa hay không? Dạ có xa. Nghĩa là từ cái chỗ mà nhảy xuống để bơi vô bờ là bao xa? Dạ tầm khoảng 50 mét. Gần 50 mét. Nhưng mà càng đi vô thì nó càng... Thì nó, chị hiểu, dạ, là rồi. Càng đi vô thì nó là càng cạn, nước dạ, càng cạn rồi. Đi. Nhưng mà cũng rất là một đoạn 50 mét là dạ, cũng rất là xa. Dạ, dạ, chứ đâu vô đâu. Thẳng tới cái bờ luôn. Mà bơi xong là không có đơn giản giống như là bơi hồ. Tại vì ở dưới vẫn có những cái dòng xoáy, những cái này cái kia, rồi nước lớn, nước ròng chảy tới chảy lui, rồi này kia. Và cái khó của em là vậy nè, em nhảy không phải em nhảy, em bơi thẳng mà cái chiều của cái luồng nước đang cuốn. Mà ví dụ cái luồng nước đó cuốn vậy là em nhảy là em phải bơi ngang vậy luôn. Mà khi em bơi cái điểm thuyền đây mà em bơi vô là em xéo qua bên này luôn nè. Nó tạt á. Nhưng mà trôi á. May trôi. Là cái sông đó thì không có sâu. Dạ, nhưng mà đó là một cái mà em thấy là mình phải có trách nhiệm với cái công việc của mình làm. Từ trước giờ Thanh Ngọc có một cái cảnh quay nào mà mình cảm thấy là mình không hoàn thành được cái trách nhiệm, hoặc là mình gây cho mình khó khăn quá mà mình không làm được, xong rồi sau đó mình lên xe cái mình cảm thấy hối hận hoặc hối tiếc cho cái cảnh đó không? Dạ, thì những cái cảnh mà khó khó đó là em xả thân luôn, chứ em không có muốn đóng thế hay là gì hết. Có nghĩa là cái bộ phim mà một ngày không có em á, là có cái cảnh bắt cóc, là em bị trói thiệt, rồi em bị quăng quật thiệt ở dưới đất này kia, trầy trụa này nọ, là em vẫn muốn rất là thật như vậy. Chứ em không có muốn có một cái sự nương nhẹ gì ở đây hết. Cho nên là khi mà em đóng với một người bạn diễn, khi em tác em cũng tác thiệt. Mà thấy chị cười sảng khoái quá. Thấy tới cái đoạn này cười sảng khoái quá. Nói giỡn vậy thôi, chứ khi mà mình đóng á, tại vì mình không phải là một người diễn viên chuyên nghiệp, cho nên là mình không có những cái kỹ thuật
khi mà được học ở trong trường là chẳng hạn như tác giả như thế nào là tác như đây không, không có là phải tác thiệt nhưng mà là tác người ta thì tác thiệt, chứ còn không có phân đoạn nào mà chẳng hạn như phân đoạn nó tác mình đi nói anh đạo diễn ơi làm ơn bỏ cái đoạn này chuyển qua thành cái gì đó nhẹ nhàng giúp em được không là như vậy. Còn khi mà về nhà mình hối hận, không phải mình cảm thấy mình nuối tiếc chứ không phải hối hận nữa, là cái đoạn đó có thể em sẽ diễn tốt hơn nếu như mà em xem kỹ hơn. Nghĩa là nhiều khi mình bận quá hay là gì là mình xem sơ chỗ đó mình sẽ diễn vậy rồi mình ra mình diễn, nhưng mà khi mình diễn xong rồi mình bước lên xem mình ra về rồi mình chiêm nghiệm lại, mình nghĩ là à lúc nãy mình có thể diễn khác đi một chút xíu nhưng mà nó hiệu quả hơn là có. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sẽ là người lật mở bộ phim cuối cùng của chúng ta. À, anh cũng được mở nữa hả? Yeah. Rồi, được. Tính ra hôm nay là phim của ca sĩ Minh Hằng khá là nhiều á. À, rồi, lại là hai nhân vật rất quen thuộc với lại phim Việt Nam. Đó là Lương Mạnh Hải và Minh Hằng. Một cái dữ liệu tiếp theo đó là chữ Đông Dương. Đông Dương. Đông Dương là tên nhân vật chính, nam chính. Tên nhân vật. Nam chính. Và dữ liệu tiếp theo. Rồi, nhân vật tiếp theo là Hải Minh. Hải Minh. Hải Minh chắc nữ chính quá hả? Hải Minh hình như Hải Minh mới là nam chính. Còn Đông Dương là tên của nhân nữ vật. Chính hả? Nhân vật giả trai. À, nhân vật giả trai. Nhân vật giả trai. Rồi, có dữ liệu rồi. Vậy là phim trong này phim này Minh Hằng là người giả trai. Đúng xong rồi. Lấy tên là Đông Dương. Dạ. Yeah. Còn Hải Minh là Hải nam Minh chính. Là tên của Lương Mạnh Hải. Lương Mạnh Hải. Rồi, vậy là anh biết dữ liệu rồi. Đó là phim gì không? Thưa quý vị, đó là Vừa Đi Vừa Khóc. Vừa Đi Vừa Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng được ra mắt vào năm 2014. Và ca khúc Vừa Đi Vừa Khóc do ca sĩ Minh Thư sáng tác và thể hiện cũng trở thành một bài hát rất được yêu thích trong thời điểm đó.